Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK Rồi mình tiếp tục với series hướng dẫn newbie từ map 1 tới map 31 nha các bạn. Thì uh, trong cái series hướng dẫn newbie từ map 1 tới map 31 này, thì mình có xin uh, phép được chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhỏ giúp các bạn uh, tận dụng tối đa cái phút hiện tại đang có trong uh, đội hình, cũng như là tận dụng tối đa phút trong đội hình của chúng ta để tăng bậc cho một cái con tướng lên bậc cao nhất hiện tại nó có nó thì có được tức là có thể lên được tới bậc đỏ cộng hoặc là bậc bậc A tùy vào cái số lượng phút và số lượng copy các bạn có đây là chúng ta sẽ tận dụng cái chức năng di sản gan góc nha để chúng ta tận dụng tối đa lượng phút chúng ta đang có để gia tăng một cái con tướng lên bậc cao nhất có thể là bậc tới bậc đỏ cộng các bạn để chúng ta liên kết với con rem để chúng ta có một con tướng siêu mạnh hỗ trợ chúng ta leo map và đây là cái cái mẹo của mình đầu tiên á Đầu tiên thì các bạn bấm vào cái số lượng tướng của các bạn hiện tại đang sở hữu. Bạn bấm vào cái số lượng tướng hiện tại các bạn đang sở hữu ha. Rồi, các bạn đang có những cái con tướng nào, những con tướng nào đang nhiều copy nhất. Những con tướng nào đang nhiều copy nhất và hệ nào đang nhiều phút nhất. Thì các bạn đầu tiên các bạn làm trước một cái thao tác đó là các bạn kiểm tra một vòng. Ví dụ cái account của mình, account của mình thì hiện tại cái con Bonmer của người mang sáng đang có 4 copy đang có bốn có đang có bốn copy tức là đang có hai copy tím cộng cùng với hai cái phút như với cái số lượng tài nguyên như thế này thì cái con bôn mơ của người mà ánh sáng của mình á thì nó có thể đạt được cái cột mốc đó là bậc vàng cộng bậc vàng cộng đối với bậc vàng cộng khi mà đủ phút các bạn đối với vật bậc vàng cộng khi mà đã đủ số lượng phút thì các bạn có thể tăng lên được tới bậc gì các bạn đó là bậc đỏ cộng gần tới bậc A, gần tới bậc A Đối với bậc đối với bậc vàng cộng khi mà các bạn có đủ số lượng phút thì các bạn có thể lên được tối đa tới bậc đỏ cộng. Và bậc đỏ cộng thì các bạn biết chúng ta tăng được tới cấp độ maximum là bao nhiêu không? Cấp độ maximum của bậc đỏ cộng sẽ là bậc tới cấp độ 200. Và với việc là các bạn có một cái con rem cấp độ 200 thì hỗ trợ các bạn gánh map đâu đó lên được tới không map hai mươi mấy là mấy ít. Như vậy thì các bạn đỡ sợ kẹt map hơn rất là nhiều với việc là các bạn có một cơ sở như vậy ha. Rồi chúng ta tiếp tục sang nghi nghĩa bên hệ thú Hệ thú thì chúng ta đang không có những cái con tướng nào nhiều copy hết các bạn Chúng ta có Anasta 2, con Sket cũng 2 còn con Karen thì một và mấy con kia cũng một một chúng ta đã tạm thời bỏ qua rồi chúng ta sang bên hệ rừng chúng ta có hết một rớt hai Con Elrin hai Nemora một và Phút thì rất ít nói chung là hệ rừng chúng ta có thể bỏ qua chúng ta sẽ sang hệ xác nè hệ xác của chúng ta copy thì ít nhưng mà phút hiện tại lên tới 4 con oh, các bạn thấy có điểm chưa có điểm chưa như vậy thì các bạn có thể nhắm vào hai hệ này hệ người mà ánh sáng và hệ sát để chúng ta có thể kiếm được một con tướng lên mắt bậc trong tim chúng ta sẽ nâng được một con tướng lên mắt bật trong tim và con tướng mình lựa chọn sẽ là con simona vừa dùng để liên kết với con rem và sau map 31 chúng ta có thể dùng để làm carry gánh đội một tim số 2 mình sẽ chọn con simona và cái việc này các bạn cái việc này thì mình nói với các bạn luôn đây là cái giải pháp tình thế và anh hỗ trợ trong cái tình thế trước mắt giúp các bạn có thể kiếm được một con tướng bậc cao nhất trong tim nhưng mà về lâu về dài thì về build team lâu dài là có nhiều bạn sẽ chửi kêu là tại sao cái con tướng đó nó ngon vậy đang hot meta như vậy mà chúng ta lại đi phá thì về lâu về dài các bạn thì trước sau thì chúng ta cũng sẽ xâm nó ra được thôi các bạn trước sau thì chúng ta sẽ xâm thêm được những cái con tướng như vậy ví dụ như hiện tại cái ý định của mình là mình sẽ hy sinh cái con bomber để mình chuyển toàn bộ tài nguyên sang cho cái con simona thì cái con Bulmer này hiện tại đang là một trong những con sụp bột mà thay SS các bạn Trước nó là 3 chữ S luôn á, giờ thì nó hơi giảm xuống một xíu còn SS Thì đây là một con tướng trước sau gì chúng ta cũng cần phải lên và là một con tướng rất mạnh Nhưng trong giai đoạn này hiện tại chúng ta đang không cần nó các bạn thì chúng ta hoàn toàn có thể hy sinh nó Rồi và để sử dụng cái mẹo này thì chúng ta cần dùng tới cái chức năng của chúng ta đó là chức năng di sản gai gấp được anh lóc khi mà các bạn qua được mắt 10 thì phải à, map 10 hoặc là tới map 10 nó sẽ được unlock ở trong đây nó có để nè tới map 10 nó sẽ unlock sang ngày hôm sau bởi vậy ngày đầu tiên mình đã cây được tới map 12 để ngày hôm sau ngày thứ hai các bạn thì nó unlock map 10 và chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tuần full nhiệm vụ tuần 100 điểm thì nó mới unlock cái một cơ hội swap nha rồi chúng ta chi tiết các bước thực hiện như sau các bạn à giờ mình nhắc lại đầu tiên cái bước đầu tiên á, thì chúng ta sẽ lựa chọn ha các hệ nào mà có cơ hội lên được một con tướng bậc vàng cộng trong ba hệ đó là hệ ánh sáng hệ thú và hệ rừng các bạn lựa chọn được con nào rồi sau đó thì cũng chúng ta sẽ lựa chọn cái đích tới bên hệ sát bên hệ xác rồi và bước 1 là đó là bước 1 ha. bước 2 bây giờ thì mình sẽ tăng bậc cái con bôn mơ lên bậc vàng cộng chúng ta sẽ tăng cái con bôn mơ lên bậc vàng cộng đó các bạn sẽ vô đây và các bạn đẩy cái con bôn mơ của chúng ta lên bậc vàng cộng ở đây rồi đây là cái bước hai chúng ta lên bật cái con bôn mơ lên được bậc vàng cộng sau đó các bạn vào cái chỗ sự kiện chúng ta vào cái chỗ di sản gan gốc các bạn chọn cái con bôn mơ làm hướng đi và hướng đến của chúng ta sẽ là cái con hệ sát của chúng ta quý cô simona ở đây và chúng ta sẽ di sản từ cái con bôn mơ sang cái con simona các bạn các bạn sẽ làm một cái bước đó là các bạn di sản cho các bạn chuyển bậc của con bôn mơ sang con simona như thế này rồi các bạn bấm cho mình. Đây là cái mẹo để chúng ta tận dụng tối đa cái tài nguyên chúng ta có để chúng ta sở hữu được một con tướng bậc cao nhất các bạn, bậc cao nhất. Rồi, sau khi bạn đã làm xong thì các bạn nhớ là ở cái map tầm của map bao nhiêu đó, chúng ta sẽ có những cái rương chọn food các bạn và chúng ta có 18 cái food chúng ta sẽ chọn full. Các bạn hãy chọn full cái food hệ xác giúp mình. Các bạn chọn full cái food thể xác giúp mình ha. Rồi sau đó các bạn mở toàn bộ cái phút thể xác này lên các bạn mở toàn bộ cái phút thời sát này lên cùng với cái toàn bộ số lượng phút hiện tại các bạn đang có rồi sau đó chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ vào thăng thiên cho những cái con phút tướng hệ sát lên các bạn chúng ta sẽ thăng thiên full rồi giờ xem nè hệ sát chúng ta đã có gì rồi các bạn giờ mình sẽ lên một con phút hệ sát bực vàng cộng và mình nói thẳng luôn nếu mà các bạn thiếu phút á thì các bạn hoàn toàn có thể phút đi những cái con tướng hệ sát mà giai đoạn này hiện tại các bạn đang không cần kể cả những con tướng nó có ngon các bạn cũng có thể phút tại vì giai đoạn này các bạn không cần ví dụ như con drone này con As, con con si thường này rồi con uh, rất là nhiều con khác nếu mà nó ra thì bạn hoàn toàn các bạn có thể đè đầu các bạn phút sạch cho mình nha đó các bạn có thể phút được con con si rồi con drone rồi con rất là nhiều con khác trong giai đoạn này các bạn chưa dùng thì các bạn đang cần một cái con tướng bậc cao các bạn đang cần uh, có sở hữu một cái con tướng bậc cao để các bạn liên kết với em thì bạn hoàn toàn các bạn có thể đề đầu bạn phút cho mình bạn hoàn toàn có thể đề đầu bạn phút cho mình ha đó và sau hai ba bốn ba cái thao tác vừa rồi mình đã có được một con simona bậc đỏ bạn có thể thấy ở đây sau ba thao tác vừa rồi thì mình đã có được một cái con simona bậc đỏ và cái con rem mình thuê về các bạn thì mình sẽ liên kết với một con tướng nào đó đúng không và khi nào chán thì bạn hoàn toàn có thể tách ra trong cái đền thanh tiên bạn vào các bạn tách nó ra đó. ở đây mình sẽ tách nó ra và trong pha lê cầm hưởng mình đang để cái con simona mình trên kia đúng không? ok bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng tài nguyên và dùng lực tăng cấp cho con simona sau đó chúng ta sẽ liên kết cái con rem với lại con simona chúng ta có thể liên kết bằng cách như thế này chúng ta có thể liên kết như thế này và thế là các bạn sẽ có được một cái con rem các bạn sẽ có được một cái con rem bật uh, bật đỏ ngay từ khi bắt đầu ngày hai rất nhanh các bạn ha khi mà các bạn bắt đầu sang chơi ngày thứ hai thì bạn đã có thể sở hữu được một con rem bật đỏ với cái mẹo mình vừa mới chia sẻ với các bạn thì cái mẹo này thì các bạn phải xác nhận một điều nha đó là các bạn ưu tiên cho hiện tại ưu tiên cho hiện tại ưu tiên cho hiện tại khi mà các bạn đang cần gia tăng cái bậc một cái con tướng mà các bạn mong muốn lên cái bậc cao nhất hiện tại thì các bạn mới xài cái mẹo này còn nếu mà các bạn muốn build team cho lâu lâu dài định hướng lâu dài cũng như là các bạn sợ sau này các bạn xâm không ra những cái con tướng mà bạn đã dùng để các bạn phút như là cái con simona chẳng hạn thì mình khuyên là các bạn không nên xài cái mẹo này các bạn cái mẹo của chúng ta là xác định build team cho hiện tại đó là các bạn đang giải quyết tình huống ví dụ như hiện tại các bạn đang kẹt map đi và các bạn đang rất cần rất là cần cái các bạn đang rất là cần tài nguyên để các bạn tăng bậc cho tướng thì bạn hoàn toàn có thể xài cái chiêu mình vừa chỉ ha còn nếu mà bạn không sợ mạo hiểm các bạn các bạn sợ sau này cái cái ôi bây giờ tôi phút như vậy thì sau này đào đâu ra tướng để chúng ta thăng thiên lên các kiểu thì các bạn không nên dùng nha nhưng mà mình thấy cái kiểu này nó 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 rất là ok các bạn không việc gì chúng ta phải ngại hết các bạn hoàn toàn các bạn có thể phút như vậy tại vì uh, tướng thì sau này các bạn xâm nó có thể ra một giai đoạn đầu là các bạn nằm gai nếm mực các bạn phải chịu khổ chịu khó các bạn uh, để dành cái này các bạn để dành cái kia để cho giai đoạn sau các bạn dễ chơi hơn nhưng mà giai đoạn đầu thì các bạn chật vật các bạn leo máp không nổi các bạn làm gì cũng không được thì nó sẽ rất là mất hứng và chúng ta sẽ không nản và chúng ta không muốn chơi tiếp các bạn thì, thì thôi thay vì các bạn phải chật vật các bạn phải như thế này như thế nọ trong giai đoạn đầu thì chúng ta cứ chiều chúng ta hết nứt trong những giai đoạn đầu đi các bạn chúng ta cứ tăng bật hết nứt cho chúng ta trong giai đoạn đầu rồi chúng ta cứ cứ chiều chúng ta trong giai đoạn đầu để chúng ta có những trải nghiệm tốt nhất và chúng ta có cái hành trình leo map trong giai đoạn đầu mượt nhất đi các bạn rồi sau này các bạn sẽ build team xong về các bạn phút với lại xâm tướng thì từ từ nó cũng sẽ ra các bạn từ từ nó cũng sẽ ra không có gì phải phải phải, phải lo lắng hết các bạn ha ok rồi um thì hiện tại mình đã sang ngày thứ hai và mình vừa mới chia sẻ với các bạn đó là việc của chúng ta dồn tài nguyên để chúng ta kiếm được một con tướng bậc cao nhất đồng nghĩa với việc là mình đẩy cái con rem lên bậc cao nhất có thể các bạn thì hiện tại con rem của mình với việc là mình vừa làm như như vừa rồi thì con rem hiện tại nó đang là bậc đỏ và đã tăng được trang bị độc quyền tầm này thì con rem nó xài trừ nó quật bao sướng rồi và lưu ý một xíu nha đối với con rem này thì khi mà các bạn chơi á bạn cường hóa vũ khí cho em nó lên một xíu các bạn Tại sao? Để cho nó tăng cái độ chính xác lên cùng với là cái cái đôi giày của con rem này. Đó. Nói chung là những thứ mà có tăng độ chính xác thì các bạn nên cường hố lên cũng như là các bạn mặc đồ càng xịn càng tốt cho cái con rem này để cho cái chiêu nụ của con rem này để bị mít nha. Tại nhiều bạn xài cái con rem này kêu anh ơi sao em dùng dùng cái con này mà em đánh nó cứ toàn miss kill mà nó không có trúng thì uh, lý do tại sao? Tại vì nó độ chính xác của nó thấp các bạn. Độ chính xác của nó thấp á. Rồi hiện tại đã có rem nhưng mà hiện tại mình chưa dùng nha, mình sẽ sẽ thử dùng cái form năm tướng long tộc này xem thử nó có thể kéo cái tim mình được tới đâu nếu mình hết leo kém hết kéo nổi thì mình sẽ quăng cái con rem vào và tăng mát cấp cho cái con simona để cho con rem hưởng ké cấp và để cho hỗ trợ thì mình leo map các bạn ok rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và nếu các bạn thấy hay đừng quên like subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha mình sẽ chia sẻ những cái mẹo hữu ích cho các bạn cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha xin chào tạm biệt bye bye